37 tuổi và đã phẫu thuật bại nhũ. Em muốn biết cách sử dụng kết hợp trinh nữ hoàng cung khô với nấm liên xanh khô để điều trị bệnh, và có thể kết hợp thêm ti có được hay không, và thêm gì để bớt đi vị đắng của nước thuốc. Em xin cảm ơn. Chào bạn, trường hợp bạn mắc ung thư vú đã phẫu thuật thì bạn được lựa chọn giải pháp là sử dụng thêm thảo dược thuốc nam thì sẽ rất là tốt cho trường hợp của bạn. Loại thảo dược mà bạn dự định dùng đó là nấm liên xanh và lá trinh nữ hoàng cung. Đây đều là những vị thuốc rất là tốt cho bệnh nhân ung thư vú. Tuy nhiên thì kết hợp hai vị thuốc là vẫn chưa đủ. Theo kinh nghiệm dân gian thì ba vị thuốc không thể thiếu cho bệnh nhân ung thư, trong đó có bệnh ung thư vú, đó là cây xạ đen, cây bán chi liên, cây bạch hoa xà thiệt thảo. Bạn kết hợp sắc uống chung các vị thuốc với liều lượng như sau: cây xạ đen, bạch hoa xà thiệt thảo, nấm liên xanh mỗi vị 20g, bán chi liên, trinh nữ hoàng cung mỗi vị 10g. Các vị thuốc trên bạn đem rửa sạch rồi sắc với 1 lít rưỡi nước, đun cạn còn khoảng 500ml nước và chia làm nhiều lần uống hết trong ngày. Bạn kiên trì sử dụng hàng ngày. Ngoài sử dụng thuốc nam thì bạn nên kết hợp thêm thuốc tây để hỗ trợ cho quá trình điều trị bệnh, giúp cho việc điều trị bệnh được hiệu quả hơn. Lưu ý là để tránh làm giảm tác dụng của thuốc thì thời gian sử dụng thuốc nam nên cách thời gian sử dụng thuốc tây ít nhất là 40 phút bạn nhé.